Gốc Đà Nẵng xin chào các bạn. Đà Nẵng có 6 quận, 2 huyện và Hải Châu là quận trung tâm của thành phố. Hãy cùng nhau lang thang đến một vài điểm cần qua khi đến đây bạn nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày lang thang ở Hải Châu vui nhé!